Thưa quý vị, vẫn có nhiều người bị lừa bởi các chiêu thức được cho rằng là đây là sẽ có thể giúp được thải độc tố, ngăn ngừa những bệnh tật mà lan truyền trên mạng xã hội. Và một trong những bài quảng cáo mà được lan truyền trên mạng xã hội cách đây 2 năm đó chính là làm sạch hậu môn bằng cà phê, hay còn gọi nôm na trên mạng xã hội là cho hậu môn uống cà phê. Thực chất thì đây là biện pháp thục tháo qua đường hậu môn, giống như là cái cách mà người ta chuẩn bị trước các cuộc phẫu thuật vậy đó. Nhưng mà chỉ khác đó là chất được thục tháo đó chính là cà phê pha vào nước mà bất cứ ai cũng có thể làm ở nhà. Vậy mà chiêu thức quảng cáo nửa thật nửa ảo này cho đến nay thì vẫn nhiều người tin vào nó. Không khó để tìm thấy các trang mạng xã hội đang quảng bá cho chiêu thức được họ gọi là làm sạch đại tràng, ngăn ngừa ung thư này. Trên các trang này không chỉ là các hướng dẫn chi tiết về dụng cụ, cách làm mà còn cả những video rất sinh động. Họ nói gì trong đó? Cái hiệu quả mang lại nó rất là tuyệt vời luôn. Đối với những người mà bị ung thư anh chị thì mình làm khoảng một ngày là khoảng 4 đến 6 lần. Còn đối với những người mà bị bệnh thì một ngày mình làm 1 đến 2 lần. Còn đối với những người mà bình thường á thì có thể một tuần mình có thể làm 2 đến 3 lần hoặc là một tuần làm một lần. Đem những hình ảnh này đến với các bác sĩ chuyên khoa, câu trả lời của chúng tôi có được lại hoàn toàn ngược lại với những gì đã nghe. Cho tới hiện nay thì chúng ta chưa có bằng chứng về cái phương pháp mà thục tháo bằng cà phê sẽ giúp thải độc cho cơ thể. Cái người mà nghi ngờ hoặc là có triệu chứng của cái ung thư đường tiêu hóa, ung thư đại tràng, ung thư trực tràng thì chúng ta tuyệt đối không được sử dụng cái biện pháp này. Không những vậy, việc tự thu tháo tại nhà ngoài nguy cơ nhiễm trùng còn mang lại nhiều nguy cơ khác cho sức khỏe. Nếu mà cái ống thông chúng ta đưa vào nó quá cứng, hoặc chúng ta đưa vào quá sâu, hoặc là chúng ta không đưa vào không đúng theo cái chiều đi của cái hậu môn và trực tràng, hoặc là chúng ta sử dụng cái phương pháp thục tháo này quá nhiều lần trong một ngày hoặc là quá nhiều lần trong một tuần kéo dài thì có thể dẫn đến tình trạng là chúng ta bị mất nước, hoặc là chúng ta sẽ làm bị rối loạn cái điện giải. Và những tình trạng này sẽ nguy hiểm, có thể nguy hiểm đến tính mạng đối với những người bệnh có bệnh nền là bệnh tim mạch hoặc là bệnh thận. Bằng chiêu thức dùng một nửa sự thật từ những nghiên cứu khoa học không dễ tìm được xuất xứ, những hình ảnh mang tính hù dọa, không ít người đã bị thuyết phục với cách làm sạch đại tràng như thế này. Nhưng theo các bác sĩ thì cách thức đi ngược với quy luật tự nhiên, cái hại cho sức khỏe rõ ràng nhiều hơn cái lợi. Vì vậy, nếu không muốn trở thành nạn nhân của những kiểu đề tóc như thế này thì tốt nhất không nên làm theo. Sáng nay, cơ quan chức năng đóng giải phân cách tìm đường Điện Biên Phủ tại giao lộ Điện Biên Phủ Nguyễn Văn Thương, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Dù đã thông báo trước nhưng giao thông vẫn bị xáo trộn. Từ 9 giờ sáng ngày 5 tháng 10, đơn vị thi công bắt đầu đo đạc và dùng giải phân cách bằng bê tông để chặn điểm giao cắt. Do chưa nắm được lộ trình thay thế nên nhiều người đã lúng túng trong việc di chuyển. Lực lượng cảnh sát giao thông cũng được điều động để điều tiết giao thông và hướng dẫn lộ trình thay thế cho người dân. Việc đóng nút giao này để phục vụ thi công hai dự án cầu vượt ống cấp nước 2000 tại đầu đường Nguyễn Văn Thương và cống thoát nước tại đường Điện Biên Phủ, đoạn từ cầu Văn Thánh đến đường Nguyễn Hữu Cảnh thuộc dự án nâng cấp đường Nguyễn Hữu Cảnh. Tối qua, người dân huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước đã giải cứu một tài xế bị mắc kẹt trong cabin khi chiếc ô tô bán tải do anh lái bị lộn nhào chống ngược trên đường trong cơn mưa lớn. Tai nạn xảy ra trên đường Sao Bọng, Đăng Hà. Người dân nhanh chóng dùng các vật cứng phá cửa cứu tài xế ra ngoài, đưa anh này đi cấp cứu. Tai nạn xảy ra trong lúc mưa to, gió lớn nên gây ra ách tắc giao thông nghiêm trọng trong đêm, khiến lực lượng chức năng phải tới sáng nay mới tổ chức khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn. Một vụ ẩu đả nghiêm trọng liên quan tới va chạm giao thông đã xảy ra vào trưa nay tại quận 6, thành phố Hồ Chí Minh. Một người chạy ba gác máy tông vào cô gái đứng phát tờ rơi. Một người đàn ông trung niên chạy xe máy tới, thấy ba gác để dưới lòng đường trong lúc đang ùn tắc nên xảy ra cự cãi. Người đàn ông trung niên dùng đũa của quán ăn gần đó đâm liên tiếp và đấm đá liên tục vào người chạy xe ba gác, làm người này gục tại chỗ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu vừa bắt tạm giam Nguyễn Văn Nhâm, 33 tuổi, về hành vi cố ý gây thương tích. Trước đó, anh Nguyễn Xuân Hào, 25 tuổi, trú tại tỉnh Đắk Lắk, đến quán karaoke rủ một nữ nhân viên của quán đi ăn tối. Khi đến nơi thì thấy nữ nhân viên này xảy ra mâu thuẫn với Nhâm nên vào can ngăn. Anh Hào bị Nhâm dùng dao thủ sẵn trong người đâm một nhát vào hông bên trái, bị thủng ruột, tổn hại 58% sức khỏe. Tòa án Nhân dân tỉnh Bình Phước vừa tuyên phạt 7 bị cáo trong vụ giết con nợ, tổng mức án 56 năm tù về tội giết người. Theo cáo trạng, Nguyễn Sang Trọng, 22 tuổi, cho Vũ Văn Thành vay 55 triệu đồng.
khi biết lãi suất vay lên đến 30% một tháng, Thành không trả và còn thách thức Trọng. Trọng rủ thêm 6 người khác đi tìm Thành để đánh. Trong cuộc hỗn chiến với hai anh em của Thành, Trọng dùng dao rửa chém vào vùng đầu của Thành, khiến Thành gục tại chỗ, sau đó tử vong. Vào ngày mai, ngày 6 tháng 9, thì Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh sẽ có phiên họp cho ý kiến về nhiều tờ trình, trong đó có chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư cho 331 hộ dân khu 4,3 ha ngoài ranh quy hoạch khu đô thị mới Thủ Thiêm. Sau khi cân nhắc nhiều phương án và tiếp xúc trực tiếp với 305 hộ dân ngoài ranh quy hoạch, thì một trong những phương án Thành phố Hồ Chí Minh đang cân nhắc là giao đất hay bồi thường quy đổi ra nền đất, nền nhà tái định cư, bởi đây là phương án được nhiều người dân đồng tình nhất. Theo Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, giá bồi thường cho người dân ngoài ranh quy hoạch là giá ngày hôm nay chứ không phải giá của 5-10 năm trước. Trên cái bồi thường nhà nước áp dụng với các dự án lân cận hiện nay, đó là cơ sở pháp lý mà chúng tôi có thể làm được. Nhưng để người dân được lợi thì chúng tôi quy đổi ra nền đất và nền nhà tái định cư. Thì khi quy đổi thì báo các bạn luôn là về cơ bản giữa cái diện tích đất của cái phương án 1 là thị trường nổi với diện tích đất của cái phương án 2 là thị trường có kiểm soát theo quy định của nhà nước thì người dân không thiệt thòi gì cả, mà thậm chí còn có lợi. Đây là phương án dự tính quy đổi hệ số đất của ban bồi thường hỗ trợ tái định cư khu đô thị mới Thủ Thiêm. Theo đó, 1 m² đất ở khu ngoài ranh quy hoạch 4,3 ha đường Trần Não sẽ hoán đổi tương đương với 1,3 m² đường Lương Đình Của hoặc 4,3 m² khu 50 ha Cát Lái. 1 m² đất 200 triệu thì sẽ có 1 m² nhà và đất ở vị trí khác cũng không thua kém gì, kể cả nhà tái định cư theo giá thị trường. Nhưng 1 m² đất mà nhà nước bồi thường cao nhất trong phương án này là khoảng 50-60 triệu gì đó. Nó không phải là giá thị trường trôi nổi, mà giá thị trường có kiểm soát, tức là những phương án bồi thường hiện nay đang thực hiện tại các dự án gần lân cận cái khu này. Những hộ gia đình có diện tích đất nhỏ không đủ để hoán đổi nền đất sẽ được hoán đổi bằng căn hộ chung cư. Đại diện Ủy ban Nhân dân quận 2 cho biết trong 4,3 ha ngoài ranh có 2 hộ dân có diện tích đất lớn gần 2.000 m², phần lớn các hộ dân có 200-400 m² đất và số ít hộ có diện tích đất nhỏ 20-30 m². Phương án bồi thường hỗ trợ bổ sung cũng ưu tiên cho 11 hộ dân bị cưỡng chế di dời trước đây và 4 hộ dân chưa nhận tiền bồi thường, theo hướng các hộ dân sẽ được ưu tiên chọn vị trí hoán đổi trước tiên. Với những hộ dân đã nhận nền đất hoặc căn hộ tái định cư sẽ ưu tiên cho chọn chính vị trí đã nhận. Đối với các khu phố người dân cho rằng nằm ngoài ranh khu đô thị mới Thủ Thiêm, hiện Chủ tịch UBND quận 2 tiếp nhận đơn xử lý và giải quyết khiếu nại lần đầu. Sáng nay, lực lượng chức năng của tỉnh Bình Phước đã phải sơ tán hàng chục hộ dân ở các phường Tân Đồng, Tân Thiện và Tân Xuân, thành phố Đồng Xoài vì nước lũ dâng cao đột ngột. Người dân trong khu vực cho biết nước lũ bắt đầu dâng, gây ngập đường từ lúc 6 giờ và khoảng 7 giờ thì bắt đầu dâng cao. Do lũ về đột ngột, các hộ dân không kịp trở tay, một số điểm nước chảy xiết rất nguy hiểm. Ủy ban Nhân dân thành phố đã huy động 7 cano, hơn 230 cán bộ chiến sĩ, 12 xe chuyên dụng kịp thời ứng cứu, di dời 36 hộ dân và 86 người và tài sản ra khỏi vùng ngập. Tối và đêm qua đã xảy ra mưa lớn kéo dài nhiều giờ trên địa bàn tỉnh, cũng như các địa phương lân cận với Bình Phước. Tuy nhiên, thì đến với thời điểm hiện tại, Ủy ban Nhân dân và các cơ quan chức năng của thành phố Đồng Xoài cũng như người dân chưa nhận được thông báo xả lũ nào từ các nhà máy thủy điện. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông thành phố Hồ Chí Minh vừa công bố dự án sửa chữa toàn bộ tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình Thạnh. Dự án này được đánh giá là sẽ giải quyết được trống ngập tồn tại hàng chục năm qua. Tuy nhiên, thì điều mà dư luận quan tâm là nếu không có giải pháp đồng bộ tổng thể cho khu vực lân cận, nguy cơ giảm ngập chỗ này lại phát sinh ngập chỗ khác hay biến nhà dân thành hầm là khó tránh khỏi. Dự án sửa chữa đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ nâng mặt đường toàn tuyến dài 3,2 km với độ cao từ 50 cm lên đến 1,2 m, với tổng kinh phí hơn 470 tỷ đồng, trong đó chi phí xây dựng là 371 tỷ đồng. Theo thiết kế này, có thể giải quyết tình trạng ngập tại đây. Bên cạnh sự đồng tình ủng hộ, thì người dân cũng có nhiều lo ngại bởi khi nền được nâng cao có thể biến hàng loạt nhà dân dọc hai bên thành hầm. Bây giờ chưa nâng lên thì đường đã thấp rồi, mà đã nước đã ngập rồi, mà nâng lên cao nữa thì nước thì không thể, dân không thể sống được. Phải, nếu mà nâng đường thì phải nâng hẻm luôn thì mới được.
Đối với các ngõ, hẻm dọc và lân cận tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh sẽ trở thành điểm trũng. Vấn đề thoát nước sau trận mưa và triều cường dâng cao đang khiến người dân lo ngại. Thậm chí, theo nhiều hộ dân, có khi nhà họ còn trở thành nơi chứa nước. Nâng lên hơn 1 mét nữa thì cái tuyến đường ngoài ở ngoài đó thì chắc là giao thông thì rất là ok rồi. Nhưng mà có cái ở trong các con hẻm này thì chắc chắn là sẽ có nguy cơ ngập, đó là cái chắc chắn. Để tránh bị ngập úng hay nước tràn vào nhà, việc xây gờ chắn hay nâng cao nền nhà đối với hộ dân là điều khó tránh khỏi. Bởi đây cũng là điều tất yếu khi hạ tầng giao thông phát triển. Nhưng thực hiện điều đó cũng không hề dễ dàng đối với một số nhà có tầng trệt thấp. Nâng đường thì nhà phải ngập rồi đó. Cái tầng quá đất con biết không, bây giờ nó hấp nhũng vậy nè. Nếu con nâng phải cả dày. Có dày có hơn nè, thì nó đi đụng đầu rồi. Những lo ngại của người dân là không phải không có cơ sở. Bởi thực tế đã từng xảy ra đối với hàng trăm căn hộ trên đường Kinh Dương Vương, quận Bình Tân. Theo đại diện ban quản lý dự án, tại những đoạn lún, ngập nước phải nâng cao từ 0,5 đến 1,2 m sẽ có phương án xây bậc tam cấp hoặc làm đường dốc để người dân đi lại dễ dàng.